Hamas cảnh báo tình hình ở Rafah, quân Israel áp dụng công nghệ AI tại Gaza. Phong trào Hamas hôm 10 tháng 2 đã lên tiếng cảnh báo về việc hàng chục nghìn dân thường Palestine ở thành phố Rafah có thể thiệt mạng nếu Israel đổ quân vào đây. Theo Thời báo Israel, lời cảnh báo trên được Hamas đưa ra trong bối cảnh Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuần này từng tuyên bố rằng ông đã ra lệnh cho các binh sĩ lực lượng phòng vệ nước này, IDF, chuẩn bị tiến vào thành phố Rafah nằm ở cực nam dải Gaza, nơi trú ẩn của hàng triệu người dân bị mất nhà cửa do chiến sự. Bất kỳ hành động quân sự nào cũng sẽ gây ra hậu quả thảm khốc, có thể khiến hàng chục nghìn người thiệt mạng và bị thương. Nếu IDF tiến vào Rafah, chúng tôi sẽ buộc chính quyền Mỹ và Israel phải chịu trách nhiệm nếu điều đó xảy ra, thông cáo từ Hamas cho hay. Tờ Hindustan Times cho hay, thành phố Rafah nằm ở khu vực phía nam dải Gaza, giáp biên giới với Ai Cập, đã trở thành nơi trú ẩn cuối cùng của những thường dân Palestine mất nhà cửa do cuộc giao tranh giữa Israel và Hamas. Số liệu từ các tổ chức thuộc Liên Hợp Quốc cho thấy có tới một nửa dân số Gaza, tức gần 1,2 triệu người, đang trú ẩn tại thành phố này trong tình trạng thiếu lương thực và nước sạch. Cũng theo lời các sĩ quan Israel giấu tên, quân đội nước này trong quá trình tác chiến tại dải Gaza đã triển khai một số công nghệ quân sự áp dụng trí tuệ nhân tạo. Quân đội Israel đã sử dụng kính ngắm quang học được hỗ trợ bởi AI, được chế tạo bởi công ty khởi nghiệp Smart Shooter, gắn trên các loại vũ khí như súng trường hay súng máy. Các kính ngắm này giúp binh sĩ của chúng tôi đánh chặn các máy bay không người lái của Hamas, sử dụng nhiều loại khí tài đó, một sĩ quan Israel giấu tên cho hay. Theo người này, kính ngắm quang học được hỗ trợ bởi AI có thể giúp mọi binh sĩ trở thành một xạ thủ.